là những các cái chủ spa thì mình có thể mình xem và mình cảm nhận được. Ví dụ như là sau cái buổi hội thảo hôm nay mà mọi người mà cảm nhận được tốt về cái này thì có thể là sẽ hợp tác lâu dài rất là tốt ạ. Ông có nói về cái ai nên? Ai nên? Nào không? Ai nên? Ai nên? À, 여기 뭐 그 전시 안 돼 있는데 엘린이라고 그 혈관 쪽에 굉장히 혈관하고 여드름 치료하는데 굉장히 효과적인 그 레이저가 있어요. 근데 저기 없는 거. 아, 여기 아직 그 전시 안 돼 있는데 그 혈관 쪽하고 여드름하고 그러고 이제 그 검은 털 제거하고 그런 레이저가 있는데 그거 역시도 그 여기 베트남에게 chuẩn bị cái giường lên cho anh, chuẩn bị cái giường lên đây để trực tiếp lên đây mọi người xem luôn và đặt câu hỏi luôn nhanh. Ngoài ra còn có một cái máy Island thì là hiện tại thì ở bên dãy thảo thì là chưa có nhập về, có rồi nhưng mà đang chưa có về đây. Thì cái máy đấy cái ưu điểm của nó ấy, tức là nó thứ nhất là những cái chìa lông thì nó là số 1 rồi. Và cái ưu điểm mà lớn nhất của nó tức mạch là máu. Những cái mạch mạch máu ấy, ví dụ như ở trên mặt và da của mình nó hỏng quá chẳng hạn, mà những cái mạch máu đỏ ấy ạ, thì những cái đấy cái laser đấy thì nó rất là tốt, tức là nó bắn để làm những cái cơ thể da của mình nó sẽ mờ cái mạch máu đấy đi. Không phải là chỉ ở mạch máu ở trên mặt đâu, và kể cả chân, những cái mạch máu to ở dưới chân mình nhá, dưới cái đùi mình khi mà phụ nữ sau sinh nhá, hay dạng thì chúng ta có thể là hiệu quả. Và một cái nữa tức là trị mụn thì cái máy laser đấy thì nó trị mụn rất là tốt, cho nên là rất là hy vọng là sau này thì, tức là ở Việt Nam thì cũng có một vài nơi cũng đang sử dụng cái máy đấy. Nhiều rồi, khoảng 20 cái rồi. Thì là mọi người cũng đang cảm nhận rất là tốt, cho nên là cũng hy vọng là sau này là sẽ phát triển nhiều hơn. Cảm ơn. Và bây giờ là hỏi ông Dr. Min có muốn nói gì không? Xin bà ấy không làm đúng được cái trách nhiệm của bà ấy, cũng hơi xấu hổ về cái việc này, nhưng mà nói đúng là
chính xác ra thì là bác ấy đã được tặng, được tổng thống đã tặng khen cho bác ấy ạ. Đây là lần thứ ba bác ấy đến Việt Nam ạ. Thì là không biết là trong này mọi người có cái vấn đề gì muốn hỏi về, ví dụ như là về da hay là về laser ấy, thì là có thể đặt câu hỏi hỏi cho bác ấy nhanh một hai câu được ạ. Có ai có câu hỏi gì không? Có 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 hỏi gì không? Thế thì tại vì như thế thì nó cũng sẽ rất là mất nhiều thời gian mà ai cũng muốn hỏi, đúng không? Ai cũng muốn kiểu mình được tư vấn ấy, thì lát nữa làm cho từng người thì lúc đấy là mình sẽ hỏi. Thì bây giờ nói như này thì nó cũng hơi dài quá. Xin phép là có một cái, mình sẽ cho một cái giường ở đây nhé. Và là vì anh muốn một cái giường để ở đây và sẽ máy để bắn giáo sư Dr. Vi này ông sẽ bắn trực tiếp. Tức là mình rất xin lỗi là ông đến Việt Nam đã gặp ông một lần rồi nhưng mà chị ơi, em mời các chị một chút thì ra để em set up giường ấy. Thì em mời các chị ra để mình cho ngồi khách một chút ạ. Thế em mời các chị ra hàng chút cho giường ạ. Các chị có thể ngồi ở đây. Em khách rồi chị Thư ơi, ra tiếp chị Hương em khách rồi. Chị Thư ơi, nhân viên của chị nhá. Chào mọi người. Chị đi làm cái gì không?